Quả mướp là loại rau rất đỗi quen thuộc với con người Việt Nam từ xưa đến nay. Ngoài vị ngọt, thanh, thơm mát, cực kỳ phù hợp làm món ăn cho những ngày hè oi bức thì bản thân quả mướp cũng mang lại rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng mướp hương cũng cần được lưu ý. Nếu như bạn không để ý mà sử dụng sai cách thì không chỉ làm mất hết chất dinh dưỡng mà còn gây hại cho sức khỏe. Vậy nên các chuyên gia mới nói rằng mướp hương như một con dao hai lưỡi vậy, cần hết sức cẩn thận khi sử dụng. Vậy rốt cuộc ăn mướp hương có những lợi ích gì, tác dụng của nó ra sao với sức khỏe và cần lưu ý sử dụng gì để không ảnh hưởng tới sức khỏe thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức này đó chính là mướp hương. Bạn sẽ sử dụng số lượng tùy ý với số lượng người trong gia đình của bạn cho phù hợp nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng 5 quả mướp hương như thế này. Các bạn hãy sử dụng nạo để nạo gọt phần vỏ phía ngoài. Tuy nhiên các bạn không cạo quá dày để nó vẫn giữ được lớp vỏ xanh cứng ở phía ngoài để nó tạo độ giòn được cho món ăn này nhé. Quả mướp từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để điều trị cảm lạnh, đau nhức và các tình trạng sức khỏe khác nhau. Nó đặc biệt được biết đến với tác dụng tốt cho mắt. Mướp là một trong những loại rau đại bổ, là một thực phẩm vàng tốt cho mắt. Và đa phần chúng ta chỉ ăn mướp hương vì ngon hay vì ngày hè nóng muốn ăn mướp cho nó mát. Nhưng ít ai biết đến rằng mướp chứa một lượng lớn vitamin A. Đây là một loại vitamin vô cùng quan trọng đối với thị lực của chúng ta. Nó giúp làm giảm tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi các vi khuẩn, virus, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Mắt Quốc gia thì thường xuyên ăn mướp có thể giảm được 25% nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng trong vòng 6 năm. Vậy là đã có một loại thực phẩm từ thiên nhiên rất tuyệt vời cho đôi mắt sáng khỏe mà bạn nên áp dụng. Và đây là toàn bộ phần mướp mình có, mình sẽ đem rửa sạch và thái thành những lát tròn nhé. Nó còn được biết đến với tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Do nó có chứa một lượng lớn chất xơ bên ngoài, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Nó giúp cho người bệnh cảm thấy no lâu hơn và làm chậm quá trình giải phóng đường vào trong máu, ngăn chặn mức tăng đột biến sau bữa ăn. Từ đó, đường huyết của bạn sẽ được kiểm soát và tác động rất tích cực đến tình trạng của bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì nó còn cung cấp cho cơ thể một khoáng chất rất quan trọng, đó chính là mangan, làm tăng khả năng sản xuất insulin, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Cùng với đó là các chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ giúp bảo vệ các bộ phận khác khỏi ảnh hưởng của bệnh tiểu đường. Nó còn được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch rất hiệu quả. Các nghiên cứu quan sát cho thấy những người ăn nhiều chất xơ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Pectin là một loại chất xơ hòa tan được tìm thấy ở trong mướp, đặc biệt hiệu quả trong việc làm giảm mức cholesterol LDL toàn phần. Trong một đánh giá dựa trên kết quả của 67 nghiên cứu, tiêu thụ ít nhất 2-10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày trong khoảng từ 1 đến 2 tháng đã làm giảm đi trung bình tổng lượng cholesterol xấu xuống còn 1,7 mg. Và mướp cũng rất giàu kali. Nó có thể giúp bạn giảm được huyết áp cao bằng cách làm giãn nở các mạch máu, huyết áp khỏe mạnh hơn, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch hay đột quỵ. Và hơn thế nữa, một chế độ ăn giàu carotenoid tương tự như được tìm thấy ở trong mướp có tác dụng bảo vệ cơ thể rất đặc biệt để chống lại các bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Sau khi các bạn đã thái xong như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một nồi hấp và cho phần mướp hương này vào hấp 2 phút, tính từ lúc nước sôi. Theo đông y, đây còn là một trong những vị thuốc trị viêm xoang cực kỳ hiệu quả. Chính vì vậy mà ai đang bị mắc những chứng bệnh về viêm xoang thì nên thường xuyên ăn loại quả này nhé. Để điều trị viêm xoang thì bạn chỉ cần sử dụng quả mướp khô, sắc nước uống liên tục trong vòng 8 ngày, người bệnh sẽ cảm thấy sự khác biệt rất rõ rệt. Các bạn hãy lấy 10 gram mướp khô, sau đó đun cùng với 500ml nước. Khi đun còn 300ml nước thì hãy lấy nước đó để uống nhé. Không những vậy, nó còn giúp bạn tăng cường sức khỏe của xương khớp. Mướp là một loại quả rất giàu các chất như là lutein, zeaxanthin cũng như vitamin K và magie. Tất cả đều có tác dụng giúp cho xương chắc khỏe. Và các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ quả mướp có thể giúp tiêu diệt hoặc hạn chế sự phát triển của một số tế bào ung thư. Và nó còn là một trong những loại rau giúp ổn định chức năng tuyến giáp.
khi được thử nghiệm ở trên chuột cho thấy chiết xuất từ vỏ của quả mướp có thể giữ mức hormone tuyến giáp ở mức ổn định. Sau khi mình đã hấp được 2 phút như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp và để sang một bên nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm các nguyên liệu tiếp theo. Mình sử dụng 4 tép tỏi, các bạn hãy đem bằm nhuyễn phần tỏi này ra nhé. Tỏi không chỉ là một loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp mà nó còn làm giúp tăng hương vị cho các món ăn và có còn rất nhiều các tác dụng trong việc phòng điều trị các bệnh lý về tim mạch, ung thư, nhiễm trùng và xương khớp. Bác sĩ Petrocchi, Đại học Geneva đã dùng chiết xuất từ củ tỏi để điều trị cho 100 bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp và đạt được kết quả giảm huyết áp rất tốt. 40% trong số này cải thiện huyết áp chỉ sau 3 đến 5 ngày. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chủ nhiệm khoa Đông y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tỏi có vị nóng, tính cay, khi ăn vào cơ thể thì tỏi sẽ phát huy được tác dụng rất phổ biến là sát khuẩn, thanh nhiệt, giải độc, trừ phong, thông khiếu, tiêu nhọt, tiêu đờm, tiêu hạch ở cổ. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Để cho món ăn này được ngon hơn thì hãy chuẩn bị thêm 4 củ hành khô như thế này, đem bằm nhuyễn phần hành khô này. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Với món ăn này thì không thể thiếu được đó chính là hành lá. Các bạn hãy chuẩn bị một nhúm nhỏ hành lá như thế này và thái thật nhỏ để cho món ăn này thêm phần hấp dẫn hơn nhé. Người Trung Hoa, Ấn Độ hay Hy Lạp cổ đại, La Mã và cả người Ai Cập đều biết đến lợi ích của hành. Và khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng hành có chứa hàng tá hợp chất giúp kháng khuẩn, kháng sưng viêm, tăng cường sức khỏe cho tim mạch và đường ruột. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Các bạn hãy sử dụng thêm 5 cái nấm hương khô như thế này, các bạn cũng có thể sử dụng nấm hương tươi. Nếu như sử dụng nấm hương khô thì hãy đem ngâm nước trước 15 phút và bây giờ sẽ thái nhỏ phần nấm hương này nhé. Nấm hương chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng thực vật có tiềm năng giúp giữ cho tế bào không dính vào các thành mạch máu và tạo thành màng bám, duy trì huyết áp và cải thiện tuần hoàn. Nấm hương có tác dụng rất tốt cho tim mạch nhờ vào các hợp chất giúp làm giảm lượng cholesterol như steroid, beta-glucan. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và đây là một vài gia vị cần chuẩn bị cho món ăn này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo lớn một chút, cho thêm dầu ô liu vào. Tiếp nữa là các bạn hãy cho phần hành khô và tỏi khô vào để đảo đều nhé. Khi mà các bạn thấy phần hành và tỏi này đã hung hung vàng rồi thì hãy cho phần nấm hương này vào và xào từ 2 đến 3 phút. Bây giờ các bạn hãy cho toàn bộ phần gia vị mà chúng ta đã chuẩn bị từ ban đầu vào nhé. Thêm vào đó là 30g nước lọc. Các bạn hãy cho toàn bộ phần mướp hương vào và đảo thêm cho mình 30 giây nữa là được. Sau đó cho toàn bộ hành lá đã thái nhỏ vào và đảo đều là chín. Phần mướp này chúng ta đã hấp chín rồi, cho nên là các bạn chỉ cần đảo qua để nó thấm gia vị là được. Vậy là đã xong một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nếu những ai đang trong chế độ ăn kiêng để trị bệnh thì đây là một trong những món ăn mà bạn nên thêm vào chế độ dinh dưỡng của mình. Nếu đối với những ai đang mắc chứng bệnh tiểu đường thì các bạn nên sử dụng nó là một trong những bữa ăn thay cho những món ăn cầu kỳ nhiều dầu mỡ khác. Dầu ô liu đặc biệt rất tốt đối với những người đang mắc chứng bệnh tiểu đường. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích với sức khỏe, nhưng không phải là ăn càng nhiều càng tốt, mà các bạn cần phải tránh những sai lầm sau đây khi ăn mướp để tốt nhất cho sức khỏe. Thứ nhất, không nên ăn mướp đã để bị lâu hoặc héo hoặc là bị ong châm, chúng ta nên bỏ đi. Theo các bác sĩ thì vị đắng của mướp héo, mướp hỏng hoặc bị ong châm là do chất độc alkaloid gây ra. Đây là chất có dược tính mạnh tồn tại trong thực vật. Cơ thể con người rất nhạy cảm với độc tính của chất này. Khi bị ngộ độc mướp thì thường có các triệu chứng như chóng mặt, suy nhược, co thắt dạ dày. Nguy hiểm hơn nếu như bạn hấp thụ một lượng lớn chất này có thể gây co giật, mất ý thức và thậm chí là có thể gây ra tử vong. Thứ hai, với những người huyết áp thấp thì không nên ăn quá nhiều mướp. Loại thực phẩm này rất lành tính, chứa nhiều dinh dưỡng nhưng không phải là loại rau nào cũng dành cho tất cả mọi người. Theo các chuyên gia đông y thì bệnh nhân bị huyết áp thấp
Không nên ăn mướp bởi vốn mướp có đặc tính là tính hàn, lợi tiểu, đồng thời chứa nhiều kali nên khi ăn vào sẽ làm hạ huyết áp nhanh chóng. Chính vì vậy, nếu như bạn là người huyết áp thấp thì nên ăn muối một lượng vừa đủ, không nên ăn quá nhiều và một tuần chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 bữa. 3. Thực phẩm đại kỵ với mướp đó chính là củ cải. Nhìn chung thì mướp có thể kết hợp với hầu hết các loại thực phẩm khác, chỉ riêng có củ cải thì lại vô cùng kỵ với mướp hương. Hai loại củ này đều có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe nhưng không nên ăn kết hợp với nhau hoặc ăn cùng lúc vì có thể gây tổn hại cho cơ thể. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, nam giới nếu như ăn cùng lúc củ cải trắng hoặc mướp hương làm suy giảm chức năng tình dục, gây tổn hại sinh lực rất nghiêm trọng. Trên đây là những lợi ích và những lưu ý khi mà bạn sử dụng mướp hương để có giá trị tốt nhất cho sức khỏe. Bác sĩ tiết lộ cao huyết áp cứ ăn rau này là khỏi tịt, không lo đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đến tế bào ung thư cũng phải sợ mà tránh xa, biết để sử dụng sớm để sống khỏe, sống thọ. Vậy những loại rau nào là thần dược với bệnh nhân cao huyết áp, cách sử dụng ra sao và cách chế biến món ăn đó như thế nào? Thì mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Bác sĩ Võ Hà Băng Sương, khoa khám bệnh và nội khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc cho biết, đứng đầu trong danh sách các loại rau tốt cho sức khỏe đối với người cao huyết áp, đó chính là cà tím. Cà tím, tính hàn lạnh, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, lợi tiểu. Bên cạnh đó thì cà tím rất giàu vitamin E, vitamin P, có tác dụng nâng cao sức đề kháng của vi mạch huyết quản, giúp chống xuất huyết. Chính vì vậy, nó có tác dụng giảm bớt lượng cholesterol ở trong máu nên sẽ phòng chống bệnh về tim mạch và huyết áp rất tốt. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là cà tím giái dê, loại quả dài màu tím. Bạn hãy sử dụng số lượng tùy ý với số người trong gia đình của bạn để sử dụng cho phù hợp nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng 6 quả cà tím giái dê nhỏ như thế này. Các bạn nên lựa chọn những quả cà non thì ăn sẽ ngon hơn là những quả cà già. Bạn hãy chuẩn bị một tô nước lớn, sau đó 1/2 quả chanh như thế này. Thêm vào 5g muối. Bạn làm như vậy thì sẽ giữ cho cà tím không bị thâm. Chanh và muối còn giúp tăng thêm hương vị cho món ăn thêm đậm đà và ngon hơn, cũng như giúp loại bỏ phần nhựa bám trên cà tím để cà tím không bị thâm. Bạn hãy cắt bỏ hai đầu của cà tím, sau đó bổ thành hình dáng mà bạn yêu thích nhé. Ở đây thì mình hay cắt đôi, sau đó bổ bốn ra như thế này. Cà tím được biết đến với tác dụng rất hữu ích đối với tim mạch, do trong cà tím có chứa hàm lượng kali, vitamin C, vitamin B6 là những chất chống oxy hóa có thể tăng cường sức khỏe của tim mạch, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo báo cáo của một nghiên cứu trên động vật thì khi được tiêm 10ml nước ép cà tím mỗi ngày trong 4 tuần, những con thỏ có lượng cholesterol cao, nồng độ cholesterol LDL và triglycerides đã giảm rất đáng kể. Đây là hai chất có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Trong một nghiên cứu khác của Đại học E Connecticut, những loại động vật được cho ăn cà tím sống hoặc cà tím nướng trong 30 ngày, tăng cường chức năng tâm thất trái và giảm mức độ nghiêm trọng của cơn nhồi máu cơ tim. Và đây là một trong những loại quả chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư bậc nhất. Cà tím có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hóa có trong cà tím giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi sự tổn hại của các gốc tự do. Đồng thời, chất chống oxy hóa còn giúp bạn ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Màu sắc tím của quả cà tím được quy định bởi sắc tố anthocyanin. Hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh mẽ, nhất là anthocyanin natronin. Một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng hợp chất solanin hamnosiglycoside được tìm thấy trên cà tím có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư và giảm nguy cơ tái phát bệnh. Và cà tím là một trong những loại quả giúp cho cơ thể kiểm soát lượng đường ở trong máu. Cà tím có chứa nhiều chất xơ không hòa tan, loại chất xơ này không bị tiêu hóa. Chúng có thể làm chậm tốc độ tiêu hóa và làm giảm khả năng hấp thu đường của cơ thể. Việc này sẽ giúp ổn định lượng đường ở trong máu và phòng chống bệnh tiểu đường. Mặt khác thì hợp chất polyphenol có trong cà tím được chứng minh là có khả năng làm giảm các chỉ số đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Và chúng có tác dụng rất lớn trong việc ức chế khả năng phát triển thành bệnh tiểu đường type 2. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị nên đưa cà tím vào chế độ ăn của những bệnh nhân tiểu đường, kết hợp với ngũ cốc và những loại rau củ quả khác. Bạn hãy ngâm cà tím trong khoảng thời gian 10 phút.
Sau khi đã ngâm được 10 phút như thế này rồi, các bạn hãy vớt ra và rửa lại thật sạch với nước. Các bạn cho vào một cái rổ và thêm vào đó là một thìa dầu ô liu, sau đó xóc đều. Dầu ăn sẽ phủ một lớp mỏng ở bên ngoài giúp cho phần cá tím bóng hơn. Đồng thời, lớp dầu ăn có thể giúp cho cá tím không bị đổi màu khi đem đi hấp, giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái sừng hấp và cho toàn bộ phần cá tím này vào nhé. Mình sẽ hấp cá tím trong khoảng thời gian 6 phút tính từ lúc nước sôi. Và sau khi đã hấp được 6 phút như thế này thì mình sẽ tắt bếp và để riêng phần cá tím này sang một bên và để cho nó thật nguội nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm các nguyên liệu khác. Đầu tiên đó chính là tỏi. Món ăn này thì không thể thiếu được đó chính là tỏi. Mình sẽ băm nhỏ 4 tép tỏi như thế này. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị thêm một nắm hành lá. Mình sẽ cần một nắm nhỏ như thế này, thái thành những đoạn nhỏ. Hành lá rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch và nhiều bệnh lý khác. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Dưới đây là một vài gia vị mà các bạn sẽ cần chuẩn bị cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần gia vị này vào một cái tô, sau đó quậy thật đều để hỗn hợp tan hết. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, thêm vào đó là một thìa dầu ô liu. Khi chảo còn nóng như thế này, các bạn sẽ cho tỏi vào phi thật thơm. Khi tỏi vàng như thế này rồi thì các bạn sẽ vớt ra và để riêng nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nước sốt này vào trong chảo, đun thật sôi lên. Sau đó cho phần hành đã được chuẩn bị sẵn vào đây đun, sau đó tắt bếp. Đổ toàn bộ phần hỗn hợp sốt này ra tô để lát nữa chúng ta sẽ cho lên phần cá nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ xếp toàn bộ phần cá tím này ra một cái đĩa nhé. Món ăn này là một trong những món ăn được thêm vào chế độ dinh dưỡng nếu như bạn muốn giảm cân. Do cá tím có lượng calorie thấp, chất xơ rất dồi dào và là loại thực phẩm rất lý tưởng cho những ai đang mắc chứng bệnh béo phì thừa cân, phù hợp với mọi chế độ ăn giảm cân. Nó kích thích quá trình tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột, giúp nhanh chóng đẩy các chất thải ra ngoài cơ thể và ngăn ngừa táo bón. Cứ 100g cá tím sống sẽ cung cấp khoảng 16% lượng chất xơ được khuyến nghị cho người Việt Nam sử dụng mỗi ngày. Và các bạn sẽ cho toàn bộ phần sốt này vào đĩa đựng cá tím nhé. Bạn đã từng khi nào bị mất tập trung trong công việc, mệt mỏi, chán nản hay chưa? Nếu có thì bạn nên bổ sung món ăn này vào chế độ dinh dưỡng của mình, vì đây là một trong những món ăn giúp bạn tăng cường chức năng của trí não rất hiệu quả. Cá tím có giá trị dinh dưỡng rất cao nhưng cũng rất dễ gây độc cho cơ thể nếu như ăn sai cách. Thứ nhất, không nên ăn quá nhiều cá tím. Trong cá tím có chứa một chất gọi là solanin, có tác dụng chống oxy hóa và ức chế các tế bào ung thư, nhưng cũng có tác dụng kích thích rất mạnh mẽ lên các trung tâm hô hấp, có tác dụng gây mê. Để giảm chất này thì khi chế biến các bạn sẽ cho thêm một chút giấm, sẽ thúc đẩy sự phân hủy của solanin. Chính vì vậy mà trong món ăn này mình đã thêm vào 2g giấm táo. Nếu như không có giấm táo thì các bạn cũng có thể sử dụng giấm gạo để thay thế. Và thứ hai đó là không đun ở nhiệt độ quá cao. Thay vì việc chúng ta đun ở nhiệt độ quá cao thì các bạn nên hấp thì cá tím sẽ giữ được nhiều nhất chất dinh dưỡng. Thứ ba đó là nên ăn cả vỏ của cá tím, bởi vì trong phần vỏ có chứa rất nhiều các loại vitamin nhóm B và vitamin C rất có lợi cho sức khỏe. Và thứ tư đó là một số người không nên ăn cá tím. Theo các chuyên gia đông y thì những người đang mắc chứng bệnh dạ dày, người mệt hoặc bị thấp khớp, đau nhức khi trời lạnh thì không nên ăn nhiều và không nên ăn thường xuyên. Với những người bị hen suyễn, mắc bệnh thận thì cũng không nên ăn quá nhiều cá tím bởi nó có chứa hàm lượng oxalat cao. Loại axit này rất dễ gây ra sỏi thận. Loại rau thứ hai đó chính là ớt chuông. Ớt chuông có chứa sắc tố tự nhiên gọi là quercetin. Sắc tố này là một phần của nhóm flavonoid và nó hoạt động như một chất
chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể. Quercetin có thể liên quan đến nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm chống viêm, chống ung thư tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hạ huyết áp. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là ớt chuông. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình mình. Mình sử dụng 2 quả, 1 quả ớt vàng và 1 quả ớt đỏ như thế này. Bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là một thìa baking soda, hòa tan, sau đó rửa phần ớt chuông này trong nước baking soda. Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho thị lực luôn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn được biết đến là rất tốt cho các mạch máu ở trong mắt. Lutein và zeaxanthin là những sắc tố carotenoid bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi các tác hại của ánh sáng xanh, giúp cải thiện thị lực, chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương võng mạc mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì zeaxanthin chứa nhiều trong ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng và nhiều nhất là ở trong ớt chuông xanh. Theo khuyến cáo thì một người nên hấp thụ 2mg zeaxanthin mỗi ngày. Bên cạnh đó, một khẩu phần ăn ớt chuông đỏ cũng cung cấp khoảng 75% nhu cầu vitamin A cần thiết để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà. Cắt hai đầu của ớt chuông, sau đó loại bỏ phần hạt của ớt ở phía trong như thế này. Thái thành những miếng dọc có độ dày từ 1,5 đến 2cm, tùy theo sở thích. Ớt chuông còn được biết đến với tác dụng ngăn ngừa thiếu máu. Do trong ớt chuông có chứa một lượng sắt rất dồi dào, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó thì nó còn cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột. Thứ ba, rất tốt cho tim mạch. Ớt chuông có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa và ngăn chặn các tác động của các gốc tự do làm tổn thương các tế bào của cơ thể. Chúng còn có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, tránh nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường type 2, đột quỵ hay ung thư. Theo nghiên cứu của Đại học Umira thuộc Iran, ở nhiệt độ 35 độ C, phenol và flavonoid có trong ớt chuông có khả năng khử các gốc hydroxy tự do. Các gốc này là một trong những tác nhân gây bệnh tim do thiếu máu cục bộ. Phytonutrien có nhiều trong ớt ngọt, vừa giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cũng tốt cho các bệnh nhân cao huyết áp, tăng khả năng miễn dịch, trao đổi chất của các hormone, giảm viêm và thải độc. Phytonutrien có trong ớt chuông còn có khả năng thư giãn đường hô hấp và giảm thở gấp ở một số người mắc bệnh hen suyễn, từ đó giảm thiểu số lần và mức độ phát bệnh. Và đây là toàn bộ phần ớt chuông mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 5 cái nấm hương, ngâm 15 phút sau đó rửa sạch và thái nhỏ. Nấm hương là loại nấm phổ biến nhất trên thế giới và loại nấm này có hương vị rất thơm ngon và nhiều lợi ích cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, kháng khuẩn và đẹp da. Nói đến tác dụng đầu tiên đó chính là tốt cho hệ tim mạch thì nấm hương có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng thực vật có tiềm năng giúp giữ cho tế bào không dính vào thành mạch máu và tạo thành màng bám, duy trì huyết áp và cải thiện tuần hoàn. Chống oxy hóa, trong nấm hương có chứa L-ergotinonin, chất chống oxy hóa cực mạnh. Một nghiên cứu cho thấy rằng các loại nấm có chứa L-ergotinonin nhiều hơn cả gan gà và phôi lúa mì. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên. Và dưới đây là một vài gia vị sẽ chuẩn bị cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ vào một cái tô và hòa tan tất cả phần nguyên liệu như thế này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, thêm vào đó là dầu ô liu. Cho nấm hương vào và xào trong 3 phút với lửa nhỏ. Sau đó cho toàn bộ phần gia vị vào. Và cho phần ớt chuông vào và xào ở trên bếp trong khoảng thời gian 3 phút là phần ớt chuông sẽ chín.
Bạn còn nhớ phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ hay không? Hãy để lửa thật nhỏ nhé! Bạn bày ra đĩa và thưởng thức. Món ăn này thì mỗi tuần các bạn có thể ăn từ 2 đến 3 bữa, nên ăn vào bữa tối để thay thế cho cơm hay các loại thịt là tốt nhất. Các tác giả nghiên cứu khuyến nghị rằng tốt nhất là bữa tối chúng ta nên ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật kết hợp với một số loại ngũ cốc nguyên cám, chất béo không bão hòa sẽ giảm được 10% nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Loại rau thứ ba được kể đến ở đây đó chính là hành tây. Trong hành tây có chứa tính ấm vị cay có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tăng huyết áp, tiểu đường hay mỡ máu. Nhờ vào vị cay, hành có thể làm tan búi tắc mạch máu não và ức chế sự gia tăng của cholesterol ở trong máu. Bên cạnh đó thì trong hành tây có hàm lượng canxi rất phong phú nên sẽ bổ sung lượng canxi trong máu để giúp hạ huyết áp. Đồng thời, những chất có trong hành tây còn có khả năng làm giảm sức cản của huyết quản ngoại biên và động mạch vành tim để ổn định huyết áp. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là hành. Bạn sẽ cần một củ hành tím như thế này. Bạn cũng có thể sử dụng hành vàng hay hành lá hoặc là hẹ đều được. Bạn hãy bóc phần vỏ của hành này ra nhé. Bạn biết không, tất cả chúng ta đều có thể kết bạn với loại thực phẩm quý giá như thế này. Lưu huỳnh có trong hành bao gồm allicin hóa thực vật và organosulfide, khác là những thành phần giúp hành có tính kháng sinh. Bạn hãy rửa sạch phần hành này đi nhé, sau đó bổ hành ra làm đôi và thái thành những lát mỏng. Hành giúp cho bạn loại bỏ được nhiễm độc phóng xạ, thuốc trừ sâu, kim loại nặng độc hại. Và lưu huỳnh có trong hành giúp bạn thoát khỏi chứng đau khớp, thoái hóa khớp, cải thiện gân và mô liên kết. Nếu bạn là người thiếu máu do thiếu sắt thì lưu huỳnh trong hành giúp bạn làm chậm quá trình mất sắt của cơ thể. Hành là một loại cây rất giàu kẽm, khoáng vi lượng, mangan, iốt và selen. Nó giúp bạn trẻ hóa làn da và bảo vệ phổi của bạn. Và trong hành có chứa rất giàu vitamin K, vitamin C và folate. Nó làm giảm mức cholesterol, giảm mức nguy cơ mắc các bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus, tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn Salmonella và E. coli. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo ngày hôm nay đó chính là tỏi. Mình sẽ cần một củ tỏi như thế này. Ban đầu các bạn hãy cắt bỏ hai đầu của phần tỏi này đi nhé, để bóc được dễ hơn. Tỏi có thể giúp làm giảm nguy cơ đông máu, nó cũng có một đặc tính tự nhiên có thể giúp giảm huyết áp, giảm độ cứng của động mạch và giảm các điểm canxi của bạn. Tỏi rất giàu dinh dưỡng, trong tỏi có chứa protein, vitamin nhóm B như là B1, B2, B3, B6. Nó gồm có các khoáng chất tự nhiên như là sắt, mangan, kali, magie và phosphor v.v. Phần tỏi này sau khi các bạn đã bóc vỏ xong như vậy rồi, các bạn hãy rửa sạch và thấm khô, sau đó thái thành những lát mỏng. Nó còn giúp cân bằng lipid và cholesterol và giúp một người sản xuất được nhiều mật hơn, sau đó sẽ giúp điều chỉnh cholesterol ở trong cơ thể. Và nước tỏi là một trong những thứ tốt nhất mà bạn có thể uống hay là ăn để giúp hỗ trợ một trái tim thật khỏe mạnh. Và cách làm này cực kỳ đơn giản. Bạn cũng có thể thêm tỏi vào các công thức nấu ăn của mình hàng ngày thay vì sử dụng thực phẩm chức năng. Và tỏi đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho các tình trạng khác nhau hàng ngàn năm từ xưa đến nay. Và tỏi thậm chí còn được xếp hàng đầu vì nó có tác dụng chống ung thư rất mạnh mẽ. Thành phần chính có công hiệu trong tỏi đó chính là hợp chất hữu cơ sunfua và glycoside. Ngoài ra nó còn chứa hàm lượng cao germanium và selen, cao hơn cả nhân sâm và trà xanh. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là giấm. Ở đây thì mình sẽ sử dụng giấm táo và bạn cũng có thể sử dụng bất cứ loại giấm nào mà các bạn đang có sẵn. Mình sẽ cần 120g giấm táo cho công thức này.
Dấm táo được biết đến với các tác dụng là điều trị chứng loãng xương, giảm cân, đau dạ dày, đau họng, viêm xoang, bệnh huyết áp cao, viêm khớp, làm chậm quá trình lão hóa, điều chỉnh huyết áp, giảm cholesterol và chống lại nhiễm trùng. Nó còn được biết đến với tác dụng điều trị táo bón, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ điều trị các bệnh như là tiểu đường, giảm huyết áp, giải độc gan, giảm cân, làm đẹp da và ngăn ngừa sự phát triển của nấm candida. Và đây là toàn bộ phần dấm táo mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là nước nóng. Bạn sẽ cần 100ml nước nóng như thế này. Và tiếp theo các bạn hãy chuẩn bị thêm một thìa cà phê muối biển. Trong muối biển có chứa natri clorua, loại muối này có chứa nhiều khoáng chất vi lượng như kẽm, sắt, kali mà cơ thể của chúng ta rất cần. Và mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức này đó chính là đường phèn. Đường phèn đã được chứng minh là rất có lợi trong việc làm giảm các vấn đề nghiêm trọng như là thiếu máu. Nó giúp cải thiện nồng độ hemoglobin, cải thiện quá trình lưu thông máu và là thành phần trong một số loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh thiếu máu. Bạn sẽ cần 50g đường phèn cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn và cho toàn bộ phần hành, tỏi vào hũ. Mẹo hữu ích ở đây là luôn sử dụng những dụng cụ đã được tiệt trùng hoặc phơi khô để không bị nổi váng, bị mốc, hỏng và bảo quản được lâu hơn. Sau đó các bạn sẽ cho nước, giấm, đường phèn và muối vào một cái tô và hòa tan chúng với nhau. Sự kết hợp của hành, tỏi, giấm táo, nước, muối và đường sẽ tạo nên một hỗn hợp rất tốt cho sức khỏe. Nó có chứa các hoạt chất chống oxy hóa nhóm anthocyanin, một loại siêu thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng. Nó có mùi thơm, hơi ngọt và rất giòn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần hỗn hợp này vào hũ đựng hành tây và tỏi như thế này. Sau đó các bạn hãy đậy nắp lại và để ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ để hành đựng tỏi được lên men. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh và bảo quản. Và thời gian bảo quản các bạn có thể bảo quản từ 3 đến 4 tuần. Cách sử dụng, mỗi ngày bạn sẽ ăn từ 4 đến 5 lát hành và tỏi như thế này. Ăn liên tục trong 7 ngày, cơ thể của bạn sẽ thật khỏe mạnh và hãy duy trì hành và tỏi trong cuộc sống của bạn để tăng sức đề kháng cho cơ thể, loại bỏ các chất béo, chất độc tố, cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp cũng như phòng ngừa ung thư mà không hề lo đến tác dụng phụ của nó các bạn nhé. Hỗn hợp lên men như thế này kích thích các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp cho bạn hấp thu dinh dưỡng được tốt hơn, hạn chế các rối loạn tiêu hóa, triệu chứng sưng, viêm ruột dẫn đến ung thư. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Loại thứ tư đó chính là cà chua. Cà chua có tính mát, vị chua, có công dụng điều trị huyết áp cao, xuất huyết đáy mắt. Trong cà chua có chứa chất cetone có tác dụng làm hạ huyết áp, lợi tiểu. Ngoài ra thì hàm lượng vitamin C có trong loại quả này giúp làm mềm huyết quản, nên có tác dụng phòng chống ung thư và chống xơ cứng động mạch. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần cho công thức này đó chính là cà chua. Bạn sẽ sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Mình sẽ sử dụng 500g cà chua vườn nhà.
Trong thực dưỡng thì ưu tiên sử dụng các sản phẩm tại địa phương hay còn gọi là thân thổ bất nhị, có nghĩa là ăn những loại thổ sản tại địa phương trong phạm vi bán kính 50 km và mùa nào ăn thức đó. Cà chua được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều các thành phần có lợi cho sức khỏe. Hãy cho cà chua vào thực đơn ăn uống của mình các bạn nhé. Cà chua rất giàu vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magie, niacin, đồng và phosphor là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng có chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Bạn có thể ăn cà chua cùng với bánh mì, làm salad, nước sốt, thậm chí là nấu súp. Bạn hãy chuẩn bị một chậu nước, cho vào đó là 2 thìa muối hạt, hòa tan và ngâm cà chua trong khoảng thời gian 30 phút. Do cà chua có tính axit cao, nó có thể gây ợ nóng nếu như bạn ăn quá nhiều. Và khi bạn ngâm cà chua trong nước muối, nó sẽ giúp cà chua bớt tính axit và kiềm hơn. Cà chua nếu như không được xử lý đúng cách thì bạn sử dụng nó chính là thủ phạm phổ biến, gây ra các triệu chứng như trào ngược dạ dày, thực quản hay là gây loãng xương. Tuy nhiên trong cách chế biến này mình sẽ hướng dẫn cách các bạn chế biến làm sao để đúng và sử dụng được tốt nhất khi mà các bạn muốn sử dụng cà chua mà không lo về các tác dụng phụ của nó. Cà chua được biết đến với tác dụng đầu tiên là cải thiện thị lực. Cà chua là một nguồn giàu vitamin A, lycopene, vitamin C, đồng và lutein. Các chất dinh dưỡng này đều có lợi cho sức khỏe của mắt. Vitamin A và lycopene có trong cà chua giúp bạn bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do. Và lycopene cũng giúp bạn làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Các chất dinh dưỡng có trong cà chua có thể chống lại bệnh đục thủy tinh thể do tuổi tác và giúp sản xuất melanin, sắc tố đen ở trong mắt. Rất quan trọng. Sau khi các bạn đã ngâm được 30 phút như thế này, các bạn hãy rửa lại thật sạch cà chua với nước. Và nó cũng được biết đến với tác dụng phòng chống ung thư, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua hay bông cải xanh có tính tương tác tích cực với nhau, giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tất cả các loại rau củ quả có màu sắc vàng, đỏ, cam đều có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Đây đều là những chất chống oxy hóa giúp bạn ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ung thư. Đặc biệt trong cà chua có chứa lycopene có khả năng giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt rất đáng kể. Và nếu như bạn thường xuyên sử dụng cà chua hay sử dụng nước sốt cà chua có thể làm giảm 15% nguy cơ dẫn đến ung thư. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy khối u tuyến tiền liệt phát triển chậm hơn khi chuột được cho ăn cà chua. Nó còn có tác dụng là rất tốt cho tim mạch. Rau củ quả là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống để có được một trái tim khỏe mạnh, vì chúng giúp bạn làm giảm hàm lượng cholesterol và giữ cho lượng đường ở trong máu được ổn định. Một báo cáo cho thấy rằng các chất chống oxy hóa có trong cà chua đặc biệt rất tốt cho việc ngăn ngừa tổn thương các động mạch ở tim, dẫn đến sự hình thành các mảng bám ở động mạch tim. Hàm lượng lycopene làm giảm mức cholesterol LDL và tăng mức cholesterol tốt HDL. Cà chua cũng là một nguồn giàu beta-carotene, folate và flavonoid có lợi cho sức khỏe của tim mạch và giúp giảm hormone satin và kết tập tiểu cầu. Từ đó mà khi bạn sử dụng cà chua thường xuyên sẽ giúp sức khỏe tim mạch được tốt hơn. Một nghiên cứu được công bố tại Đại học Tufts đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có nồng độ lycopene trong máu cao có khả năng bị đột quỵ thấp hơn 55%. Sau khi các bạn đã rửa sạch phần cà chua như thế này, bước này cực kỳ quan trọng giúp cho bạn xử lý được tính axit trong loại quả này. Bạn hãy đem cà chua phơi nắng từ 7 đến 8 giờ đồng hồ với nắng to, hoặc nếu như không có nắng thì bạn cũng có thể làm dương hóa cà chua bằng cách cho vào nồi chiên không dầu, đem nướng ở nhiệt độ 140 độ C trong 10 phút. Hãy ghi nhớ bước này để sử dụng cà chua được lợi ích nhất nhé. Sau khi các bạn đã nướng cà chua xong như thế này, hãy bóc phần vỏ của nó nhé. Phần vỏ của cà chua có chứa các hợp chất khiến cho bạn khó tiêu khi sử dụng loại quả này. Nó còn được biết đến với tác dụng thứ tư, đó là làm giảm lượng đường ở trong máu. Do cà chua chứa rất ít carbohydrate nên nó giúp bạn làm giảm lượng đường ở trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống oxy hóa có trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận, những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường gây ra.
Cà chua còn có chứa chrome và chất xơ giúp bạn kiểm soát lượng đường ở trong máu. Bạn biết không, đây là một trong những loại quả giúp cho bạn ổn định huyết áp rất hiệu quả. Ăn cà chua giúp cho bạn điều hòa được huyết áp do chúng có chứa lycopene và kali. Nghiên cứu này còn cho thấy các chiết xuất cà chua có thể làm giảm huyết áp ngắn hạn. Lycopene giúp bạn tăng cường hoạt động mạch máu, trong khi kali giúp bạn làm giảm các tác dụng của natri và căng thẳng trong thành mạch máu, dẫn đến giảm huyết áp. Người cao huyết áp có thể bổ sung cà chua vào chế độ ăn uống lành mạnh. Sau khi các bạn đã bóc xong phần vỏ như thế này, hãy chuẩn bị thêm một vài gia vị cho món ăn này nhé. Trong đó có tỏi, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà nó còn hỗ trợ bạn thải độc, phòng ngừa tim mạch, giảm huyết áp, ổn định đường huyết và ngăn ngừa ung thư, và cũng giúp bạn cải thiện chức năng của xương khớp. Thêm vào đó là một thìa canh dầu ăn như thế này. Đây là một trong những gia vị cực kỳ cần thiết vì trong cà chua có chứa một lượng lớn vitamin A, mà vitamin A là một trong những loại vitamin tan trong dầu. Nó có đặc điểm là không thể hòa tan được trong nước nhưng dễ dàng tan trong chất béo. Chúng được cơ thể dự trữ trong mô mỡ và gan khi không sử dụng. Thông thường thì trong khẩu phần ăn, những loại vitamin này rất cần được hấp thụ chung với chất béo. Chính vì vậy mà các bạn đừng bỏ qua dầu ăn trong công thức này nhé. Bây giờ các bạn hãy cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay và xay thật nhuyễn. Chuẩn bị một cái chảo, sau đó làm nóng chảo trước. Chảo này có một lớp chống dính tự nhiên nên khi các bạn cho vài giọt nước vào như thế này mà thấy nó tạo thành những quả bóng nước li ti như thế này là chảo đủ độ nóng. Cho thêm một chút dầu ăn và cho tỏi và hành vào phi thơm. Như vậy sẽ làm cho đồ ăn được thơm và ngon hơn. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ cà chua đã xay nhuyễn vào chảo và đảo trong 3 phút nữa, sau đó tắt bếp. Món ăn này thì có thể thêm hành lá nếu như các bạn thích. Ăn kèm cùng cơm, mì hoặc bánh mì rất phù hợp, hoặc làm sốt chấm rau củ quả hấp cũng rất tuyệt vời. Mặc dù có rất nhiều các tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng ta chỉ nên ăn cà chua từ 1 đến 2 bữa trên một tuần. Bạn nghĩ sao về món ăn này và bạn có hay thường sử dụng cà chua hay không? Và khi sử dụng cà chua, các bạn hay chế biến như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Nếu các bạn thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Loại rau thứ 5 đó chính là mồng tơi. Mồng tơi có chứa hàm lượng nitrat vô cơ đáng kể. Chúng có tác dụng làm giảm huyết áp và ngăn ngừa tình trạng xơ cứng ở động mạch. Ngoài ra, hợp chất kali có trong mồng tơi còn có tác dụng hỗ trợ hoạt động của tim mạch diễn ra bình thường, từ đó tăng cường bảo vệ sức khỏe của tim mạch và huyết áp. Nguyên liệu đầu tiên mình cần cho công thức ngày hôm nay đó chính là mồng tơi. Bạn có thể lựa chọn số lượng tùy ý theo khẩu phần ăn của gia đình mình. Hãy chuẩn bị một tô nước và đem rửa sạch phần rau này nhé. Loại rau này có chứa rất nhiều các vitamin khoáng chất, bao gồm như vitamin A, vitamin C, vitamin K, acid folic, kali, canxi, sắt, magie. Và đặc biệt mồng tơi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như là flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và nguy cơ ung thư. Theo đông y thì mồng tơi có tính hàn, vị chua, tán nhiệt, bổ huyết, lợi tiểu, giải độc, đẹp da, rất thích hợp để giải nhiệt trong các mùa nắng nóng như thế này. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá rau mồng tơi ra như thế này nhé. Theo tây y thì ở trong mồng tơi còn có chứa chất nhầy pectin rất quý giá. Chất này có tác dụng phòng và chữa trị nhiều bệnh. Và mồng tơi được biết đến với tác dụng đó là rất tốt cho tim mạch. Do nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, có tác dụng ngăn ngừa những tổn thương tế bào và chống lại sự lão hóa của tim mạch. Và bên trong mồng tơi có chứa acid folic, có tác dụng bảo vệ tim mạch và giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Và ngoài ra thì mồng tơi chứa các khoáng chất thiết yếu, chẳng hạn như kẽm, magie, natri, kali, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của tim. Và khi bạn sử dụng thường xuyên rau mồng tơi, nó sẽ giúp cho bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch. Do trong mồng tơi có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, vitamin C cũng như vitamin E. Đây đều là những chất dinh dưỡng có thể giúp cơ thể của bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Kết hợp thêm mồng tơi và chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể giúp cơ thể chống viêm và tăng cường sức đề kháng.
Và đây là một trong những loại rau giúp cho bạn cải thiện thị lực rất hiệu quả. Ăn rau mồng tơi thường xuyên sẽ giúp cho mắt của bạn được hỗ trợ để trở nên khỏe mạnh hơn do có chứa nhiều vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng rất quan trọng cho mắt, giúp bảo vệ mắt của bạn khỏi các bệnh về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng. Và ngoài ra thì vitamin A cũng có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, phát triển xương và tăng cường chức năng của da. Và đây là toàn bộ phần rau mồng tơi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm vài cái nấm hương như thế này. Nếu như các bạn có nấm hương tươi thì hãy sử dụng nấm hương tươi nhé. Đem ngâm trước với nước, sau đó thái nhỏ. Trong y học cổ truyền thì nấm hương có tính bình, vị ngọt, không độc, lợi về các kinh, tỳ, vị phế. Và nấm hương có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí, hoạt huyết, hạ huyết áp, chống ung thư. Và nấm hương cũng là một trong các thực phẩm giúp cơ thể của chúng ta bổ sung được lượng vitamin D, dự phòng các bệnh tật và chữa suy nhược cơ thể, bệnh tim mạch, xơ gan hay viêm da. Trong nấm hương đặc biệt rất giàu vitamin nhóm B, chẳng hạn như vitamin B2, vitamin B3, folate, vitamin B5, phốt pho, vitamin D, selen, đồng và kali. Và trong nấm hương có chứa nhiều các axit amin tương tự như thịt, chúng cũng rất tự hào với hàm lượng polysaccharide, terpenoid, terpenol, steroid và lipid. Một số có tác dụng tăng cường miễn dịch, giảm cholesterol và tốt cho tim mạch cũng như chống ung thư. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Mồng tơi có tính âm nên khi chế biến món ăn này thì cần được kết hợp với các gia vị có tính dương để cân bằng năng lượng nạp vào cơ thể, thì món ăn đó sẽ tăng thêm phần giá trị và lợi ích cho sức khỏe. Chính vì vậy mà trong công thức ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị thêm tỏi, 4 tép tỏi cho công thức này. Các bạn hãy băm nhỏ nó ra nhé. Tỏi có chứa allicin, protein, lipid, carbohydrate và các vitamin nhóm B như là vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin PP và các khoáng chất như là canxi, phốt pho, sắt. Nó có tác dụng rất tích cực trong việc kháng khuẩn và chống viêm, chống đông máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch, trợ tim, lợi niệu, hạ mỡ máu, giải độc, chống ung thư, giải cholesterol và nó có khả năng giết 60 loại nấm độc, đồng thời làm phát triển 20 loại vi khuẩn có ích đối với phụ nữ. Nếu như các bạn sử dụng được tỏi tươi thì mỗi ngày các bạn nên ăn từ 1 đến 2 tép tỏi, rất tốt cho sức khỏe. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và dưới đây là một vài gia vị mà bạn sẽ cần chuẩn bị cho công thức này. Cho toàn bộ gia vị vào tô và hòa tan nó nhé. Bây giờ hãy chuẩn bị một cái chảo lớn, cho toàn bộ phần dầu ăn vào, làm nóng chảo, sau đó cho tỏi vào phi vàng. Khi tỏi vàng lên rồi, các bạn thêm vào đó là nấm hương. Cho toàn bộ phần sốt vào. Và mồng tơi. Bây giờ các bạn hãy đậy nắp lại và nấu lửa thật nhỏ trong khoảng thời gian 3 phút. Bạn còn nhớ phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mình đã chia sẻ tới các bạn hay không? Đây là một trong các phương pháp giúp giữ được nhiều nhất các chất dinh dưỡng có trong các loại thực phẩm, thực vật. Sau khi các bạn đã nấu được 3 phút như thế này rồi thì các bạn hãy đảo đều, sau đó tắt bếp nhé. Thank you.
cho toàn bộ phần rau ra đĩa và thưởng thức món ăn này. Nếu bạn đang là một người cần điều trị các bệnh lý thì đây là một trong những loại rau mà bạn nên thêm vào trong chế độ dinh dưỡng của mình. Và khi chúng ta đang có rất nhiều các bệnh lý trong cơ thể thì hãy áp dụng từ 7 đến 10 ngày ăn thuần chay. Đây là một trong các phương pháp hỗ trợ hồi phục các bệnh lý, giúp chữa lành các vết thương trong cơ thể cực kỳ hiệu quả. Và mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 bữa rau mồng tơi như thế này. Các bạn còn phương pháp chế biến nào với rau mồng tơi hay không? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần comment của video này để mọi người cùng được biết nhé. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người sau đây tuyệt đối không nên ăn món ăn này. Thứ nhất, đó là những người đang mắc chứng bệnh sỏi thận. Rau mồng tơi có chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Thứ hai, đó là những người đau dạ dày. Hàm lượng lớn chất xơ có trong rau mồng tơi có thể khiến cho dạ dày của bạn bị khó chịu khi ăn quá nhiều. Chính vì vậy mà nếu như bạn đang bị đau dạ dày thì chúng ta chỉ nên ăn với số lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều nhé. Thứ ba, người đang bị tiêu chảy hay đại tiện lỏng. Dân gian thường sử dụng rau mồng tơi ăn cho mát và phòng chống táo bón. Do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng, chính vì những đặc tính rất hiệu quả như thế này mà những người đang bị tiêu chảy hay đại tiện lỏng thì không nên sử dụng.